tiếng nói, muốn xem những câu chuyện lạ mà quen về cuộc sống tiết kiệm của các bạn du học sinh, cựu du học sinh và sinh viên xa nhà. Chào các bạn, mình là Ngọc, chủ sĩ của podcast Đài Tiếng Nói Một Sen. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 3 với chủ đề Ít tiền vẫn no. Như cái tên đã gợi ý, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề muôn thủa gây tranh cãi, đó là chủ đề ăn uống có một câu ngạn ngữ nói rằng đừng bao giờ cãi nhau về sở thích cho nên việc tranh cãi về sở thích ăn uống hay cụ thể hơn trong khuôn khổ podcast này là cách chi tiền cho ăn uống là một việc làm vô nghĩa dù vậy mình vẫn mong tập này sẽ giúp ích được cho những bạn đang suy nghĩ tới chuyện cắt giảm chi phí ăn uống mỗi tháng bởi đây chính là khoản chi phí không cố định dễ điều chỉnh nhất và sẽ đem lại ảnh hưởng đáng kể tới tình hình tài chính của bạn điều này có nghĩa là nó có thể phình to ra bao nhiêu tùy thích nhưng cũng có nghĩa là luôn luôn có cơ hội để có thể cắt giảm. Mình đã rất là lo lắng là tập này mình sẽ phải độc thoại, nhưng may mắn là cuối cùng mình đã tìm được một khách mời phù hợp để tham gia bàn luận. Để cho khách quan thì vị khách hôm nay của chúng ta về mặt lý thuyết là sẽ vượt trội hơn mình về sức ăn Bởi bạn là nam giới và là một công việc tiêu hao sức lực <laughs> Ngoài ra bạn ấy cũng rất là thích chơi thể thao nữa Chúng mình sẽ cùng bàn luận về cách tiết kiệm trong ăn uống với các chủ đề nhỏ như là đi chợ thời lạm phát, các phương pháp cắt giảm chi phí lương thực, tình trạng lãng phí thực phẩm nói chung và việc tiết kiệm ăn uống áp dụng vào hoàn cảnh du học sinh Việt ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng chào đón khách mời của tập 3 của Đài Tiếng Nói Một Sen, bạn Nguyễn Thái Sơn nhé. Chào Sơn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn nghe podcast có được không? Chào ngọc vào mọi người nhé, mình tên là Nguyễn Thái Sơn, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại uh, thành phố munich ở đức mình uh, hiện tại đang làm ngành uh, phát ban system gastronomy liên quan đến uh, ẩm thực nhà hàng hiện tại mình mới sang đức được có được 6 tháng thôi nhưng mà nói chung là cuộc sống chi tiêu các thứ bên này mình vẫn khá quen rồi ở nhà hàng của mình thì mình làm vị trí service khi mà khách đông khách các thứ đông thì đồng nghiệp cần giúp đỡ thì mình cũng giúp Bản thân bạn thì cảm thấy cái cuộc sống ở Đức này nó như thế nào? Mình thấy hợp với mình là một người thích chơi thích, thích, thích thể thao, thích đi đây đi đó, thích không khí, uh, nhưng mà trong lành hơn một tí so với Hà Nội. Theo như Sơn nói thì bạn mới ở đây khoảng 6 tháng thôi, thì trong 6 tháng đó bạn đã có dịp đi thăm thú các thành phố khác ngoài Nguyên Triền chưa? Tháng vừa rồi mình có đi cùng một bà chị của mình ở nürnberg đến uh, thành phố Hashtag ở Áo vậy thì ngoài Hanstatt thì bạn đã th đi thêm các thành phố nào ở Đức chưa? À, hiện tại thì mình chưa, tại vì nghĩa là khi mà mình muốn đi răng đi thêm thú các thành phố ở Đức thì mình nhân mình cũng muốn đi thêm cùng bạn bè hoặc người thân. bạn cảm thấy chi phí sinh hoạt ở München so với Hanstatt thì nó như thế nào? À, thì uh, Hanstatt nó là một thứ nhất là một nó là điểm độ điểm du lịch thứ nhất là chi phí là ăn uống và chi phí gọi là, là hotel đi cho khách du lịch đi đương nhiên nó sẽ tắt đắt hơn rồi ở munich mình thì đắt nhất thì mọi người vẫn nói đến nhiều nhất là tiền nhà tiền thuê phòng mà đúng như vậy thật. họ là ở chung vô nung ở cùng phòng với một người khác xong thì ở cùng phòng với một người khác rồi mà sau, sau khi xe tiền ra thì mỗi người cũng phải tầm 400 là ở cùng phòng chứ không phải là ở cùng ừ. trong một nhà đúng không nghĩa là một có một nhà nó có hai phòng à, ừ. một phòng hai AK. người à, một phòng hai người thì là tổng bốn người wow. mình cũng biết là tiền nhà đây là đắt nhất ở Đức rồi đấy, nhưng mà mình cũng chưa tưởng tượng ra được là Hai người ở chung một phòng mà vẫn phải trả giá 400 euro Thì Sơn cũng đã nghe qua podcast tập 1 rồi đúng không? Thì mình trả cho nguyên cái nhà của mình có một mình mình ở thôi ý Là 345 euro Nên là khi mà nghe mà phải ở 400 euro mà vẫn phải share phòng thêm với một người nữa Thì wow Thứ ừ. nhất là cái cái vô nung của cái phòng của bạn mình đấy là nó lại nằm ở ngay gần Hoffman home luôn ấy Thế nên là nó đã là chuyện đương nhiên Mình hiện tại đang ở cách trung tâm tầm 7 đến 8 cây Bạn đã thử suy nghĩ xem là mục tiêu trong vòng 5 năm tới của bạn là gì chưa? Trong 3 năm thì mình vừa học vừa làm uh, ra được trường Nếu mà công ty của mình, ở nhà hàng của mình mà trả lương nó ok Thời gian làm việc sau khi mình thỏa thuận với sếp ok cũng ok Thì mình có thể làm thêm 2 năm nữa còn không nếu mà không không thì ở Munich thì thật ra cũng không không, không gần như là không thiếu việc quán việt ở Môn trường cũng nhiều quán tây cũng nhiều. tức là cái cơ hội việc làm nó rất là rộng mở đúng, đúng không? đúng rồi đúng vậy. qua cái podcast này thì Sơn có muốn quảng bá những trang mạng xã hội nào của bạn cho các bạn nghe podcast biết không? gọi sao không phải quảng bá mình chỉ muốn uh, chia sẻ là mình cũng chưa rảnh rảnh thì mình cũng nhìn nghịch chơi tiktok mà làm mấy văn video về vui vẻ thôi. Tên kênh TikTok của bạn là gì? Tên kênh của mình là Zone Nguyễn. Bây giờ chúng mình cùng bàn luận về chủ đề chính nhá. Mình được biết là Sơn có thói quen đi chợ và tự nấu ăn ở nhà. Thế thì bạn ước tính thử một tháng bạn chi bao nhiêu tiền ăn nói chung và tiền đi chợ nói riêng? Tiền đi chợ thì mình sẽ chi tao tầm khoảng một một nửa tiền lương của mình và tiền ăn thì sẽ chiếm tầm đến tầm 75%. Bạn có ước tính con số cụ thể được là bao nhiêu không? Mức lương của mình sau khi trừ hết các khoản đi thì mình được cầm loanh quanh là 500, tháng đầu tháng hơn. Thì mình sẽ chia một nửa, chia tiêu chia chi, chi một nửa cho việc uh, mua sắm thì là tầm 250, rưỡi đấy thì mình sẽ chi cho đồ ăn đến đến tầm gần 200. Thế là khoảng sẽ hơn gấp đôi số tiền mình bỏ ra để ăn uống một chút đấy. Gấp đôi luôn á, gấp đôi luôn ừ, gấp đôi đấy. Của mình là 90 euro một tháng là khoảng đó trung bình. Đấy, đấy là đấy là tiền uh, ăn hay là tiền mua sắm? Hay ăn là Ăn toàn bộ. Ăn toàn bộ. Ừ. Thì đúng rồi, bạn là thứ nhất là bạn con gái nữa. Mình ừ. con gái thì là sức ăn nó cũng hơn. Cái lúc mà bạn đi làm ở nhà hàng ấy thì bạn có được ăn ở đó không? Ờ cho đầu mình thì mình sẽ được ăn ở nhà hàng một bữa, mình cũng sẽ trả trả tiền. À là tầm 70 euro một tháng Ngày nào bạn cũng phải đi làm hay là chỉ vài ngày một tuần? Một tuần mình sẽ làm 5 buổi Chủ nhật là sẽ auto được nghỉ Và mình sẽ được ngủ thêm một ngày trong tuần ngẫu nhiên Nếu thế thì 70 euro cho một tháng để ăn 5 ngày một tuần Mình thấy nó cũng ok đấy nếu mà với sức ăn của bạn Và ở München nữa Đúng vậy, mình thấy là hợp lý khi mình đi học Thì mình lại phải chi tiêu nhiều hơn. Sau khi đi học về mình sẽ là phải là tối mình sẽ là phải ăn ở nhà. Nên là những cái tháng đi học thì mức chi tiêu có phải hơi hơi cao hơn một tí so với những tháng đi làm. Mình cũng chưa tưởng tượng được ra là với mức lương 500 euro một tháng của bạn mà phải chi uh, tương đối kha khá như thế thì bạn sẽ chống chọi được kiểu gì thì mình rất là không phục bạn ở cái khoản đấy nhất là ở miên triền nữa bây giờ mình muốn hỏi sơn là tần suất đi chợ của bạn là bao nhiêu tháng cũng đi làm luôn thì mình sẽ là đi chợ một lần một tuần mỗi lần đi siêu thị thì bạn thường mua hết bao nhiêu mỗi lần đi siêu thị mình sẽ cho phép mình là mắc luôn là 30 mươi trong mỗi tuần. Thế thì bạn đã cảm thấy cái số tiền 30 euro này là đủ với bạn chưa? Đủ với sức ăn của bạn ý? Mình thấy là đủ, để vì là nếu mà một tháng mình nguyên đi làm, mình sẽ còn một ăn được ăn một bữa ở nhà hàng mình nữa. Nên là mình cảm thấy là 30 euro cho mỗi lần đi chợ trong một tuần là khá là ok. Mình thử tính nhanh thì 30 euro, ví dụ nhân với 4 tuần một tháng đi, thì là 120 Cộng với đấy. 70 euro trong tháng bạn đi làm thì là 190 euro thì đúng, đúng là kiểu nó cũng suy soát 200 euro mà bạn nói thật Ngoài ra còn một số tiền kiểu đi ăn ngoài rất Đi đúng ăn ngoài. Vào, đúng Ừ Với mình nhá thì mình cố gắng đi chợ mỗi lần khoảng 15 euro <laughs> Khoảng 2 năm trước Mình thậm chí đã từng đi chợ mỗi tuần với giá 10 euro Và mình đã sống được với cái budget như thế Trong một khoảng thời gian rất là dài luôn nhưng mà nói thật là dù tuy đã tăng lên tới 15 euro rồi Nhưng mà mình vẫn có cảm giác như là không được ăn uống đầy đủ Như là cái hồi mua 10 euro Ví dụ đúng như nói. là với cái budget này Thì mình rất là khó mua thịt chất lượng để ăn mỗi tuần đấy bạn phải công nhận đúng không? Đúng rồi, mình cũng có một bà chị Bà đấy cũng gọi là sang trước mình rồi Bà có kể là hai năm trước bà sang thì Nói chung là một tuần bãi chợ sẽ hết 20 đồng Nhưng mà bây giờ sẽ hết... sẽ phải tiêu hết 40 đồng Còn như gấp đôi luôn đúng là cái cảm giác không ăn đủ được của mình và của chị bạn của bạn là nó thực sự là có cơ sở đấy. Bởi vì theo thống kê là vào tháng 2 năm 2023 của Statistisches Bundesamt thì giá các sản phẩm rau củ quả đã tăng tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để mới so với năm ngoái thôi nhá, chứ không nói với so với hai năm trước. Wow. Còn các sản phẩm có nguồn gốc động vật như là thịt gia súc này, gia cầm hay là trứng thì tăng tới 30,5%, cụ thể hơn ý, thì à. giá trứng tăng tới 52,4% so với tháng 2 năm ngoái Còn giá thịt lợn, đố bạn biết là nó đã tăng bao nhiêu phần trăm? Mình nghĩ là tăng tầm 45% ừ. Ước gì nó chỉ tăng có 45% bởi vì theo thống kê thì nó tăng tới 73,5% so với cùng kỳ Toàn. năm ngoái từ năm 2020 cho đến thời điểm này thì đã có tổng cộng là 6 lần mức lương cơ bản tại Đức được nâng lên. Thời điểm 2 năm trước khi mình còn đi chợ được với giá 10 euro một tuần thì lương tối thiểu là 9,35 euro một giờ. Còn bây giờ là tháng 7 năm 2023 thì mức lương cơ bản đã tăng lên 12 euro một giờ, tức là tăng được khoảng 28,34%, hay nói cách khác là hoàn toàn không bắt kịp được với tốc độ tăng giá của lương thực thiết yếu bạn nào mà xem trên YouTube thì có thể nhìn vào biểu đồ giá lương thực từ năm 2016 đến nay với màu xanh dương là các sản phẩm thực vật như là rau củ quả và màu đỏ là các sản phẩm động vật như là thịt, trứng hay là sữa. Link của bài báo cáo này cùng với một số báo cáo khác liên quan thì mình sẽ để ở mục show note của Spotify và mô tả của YouTube cho bạn nào đọc hiểu tiếng Đức. Nếu các bạn cảm thấy hơi đau đầu với các con số phần trăm này ý, thì một ví dụ dễ hiểu là giá cho một hộp trục trứng gà công nghiệp nhá, tiếng Đức gọi là eierausbodenhaltung. Vào năm 2020 mình vẫn nhớ giá của nó là 1,29 euro. Còn bây giờ thì Sơn có biết là giá cho một trục trứng gà công nghiệp là bao nhiêu? Một trục. Ừ. là 10 quả đúng không? Ừ. Là mình mình không mình không biết. Là 1,99 euro từ một cái ví dụ về lương thực siêu thiết yếu là trứng thôi nhá thì các bạn có thể suy ra được là mức độ tăng giá của các loại lương thực khác như thế nào. Bây giờ mình muốn hỏi là với cái mức lương 500 euro một tháng của Sơn thì bạn có cảm thấy là nó đáp ứng được với chi phí ăn uống hiện tại của bạn không? Nó vẫn đáp ứng được. Kể cả mình ví dụ mà mình có kiếm được tầm 600 thì mình hay là bốn trăm rưỡi mình vẫn nghĩ là đáp ứng được người ta kiếm được nhiều người ta sẽ tiêu nhiều người ta kiếm được ít người ta cũng tiêu được kiểu ít khi mình đi siêu uh, thị mua mua đồ mình sẽ chú trọng vào phần dinh dưỡng sức khỏe đầu tiên thứ nhất là kể thịt nó có đắt theo như bạn bảo nó có tăng đến tầm 70% phần trăm nhưng mà mình vẫn mua mình mua cả rau luôn mà, mà mình cũng biết là rau bên đức này đắt nửa thịt nhưng mà mình vẫn mua Nói chung là một bữa mình sẽ cần là cả vừa cơm, vừa thịt, vừa rau. Và sau đó thì có ăn cả trái cây nữa. Thà là ăn cho nó đầy đủ chất đi còn hơn là ốm đau nó lại ảnh hưởng. Cái tiền mình bỏ ra lúc đấy có, có 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 khi còn nhiều hơn. Cái việc mà ăn uống đủ chất thì mình rất là đồng ý với Sơn là mình nên cung cấp đầy đủ các dưỡng chất trong các nhóm dinh dưỡng thiết yếu, ví dụ như là uh, protein, chất béo Uh, tinh bột hay là chất sơ thì những cái đấy mình phải đáp ứng đầy đủ rồi có một cái mà bạn nhắc đến việc là thu nhập càng cao chi tiêu càng nhiều thì nó sẽ dẫn tới một cái hệ quả gọi là lạm phát chi tiêu nhưng mà cái đó mình sẽ để dành cho một số khác để mình bán sau. Nhân nói tới lạm phát ý, thì um, cái việc tăng giá cả thực phẩm này đương nhiên là một hệ quả của lạm phát rồi và lạm phát thì tiếng Anh có cái tên là inflation nhưng mà có một hiện tượng gần đây người ta hay nhắc đến gọi là shrinkflation. Đây là từ ghép của shrinking và inflation, tức là để giữ được giá thực phẩm như cũ ấy, thì nhà sản xuất đã giảm khối lượng tịnh hay là thể tích của sản phẩm. Thường thì những sản phẩm là nạn nhân của shrinkflation sẽ là những sản phẩm không quá thiết yếu như là bánh kẹo hay là snacks hoặc là format. Ví dụ như các bạn xem YouTube sẽ thấy được trên màn hình là một gói tortillas của hãng Chio trước đây của khối lượng tịnh là 125 gram, giờ đã bị giảm xuống còn 110 gram, tức là bạn đã phải trả giá cao hơn 14% cho mỗi 100 gram sản phẩm. Hay là một loại format rất là phổ biến ở Đức này là của hãng Leadamer cũng bị giảm khối lượng định xuống tận 20 gram, tức là giá cho 100 gram đã đắt lên tới 43%. Còn Sơn thì bạn có nghĩ là cái việc stringflation này sẽ ảnh hưởng tới thói quen mua sắm khi đi chợ của bạn không? Mình nghĩ là có ấy. nó sẽ là theo như bạn bảo là cái thuật ngữ đấy là liên quan đến uh, sẽ giảm về thể, thể tích khối lượng tịnh của uh, sản, sản, sản phẩm mình mua đúng không? Thế nên thì nhất là sẽ ảnh hưởng là mình sẽ phải mua nhiều hơn như trước khi mà có hiện tượng đấy xảy ra. Thế nên là dẫn tới là cái tiền số tiền chi tiêu cho việc mua thực phẩm sẽ cao hơn nói chung là vượt ngưỡng mà mình đề ra mình nghĩ thì đó là lý do vì sao mà khi đi chợ chúng mình cần phải lưu ý không chỉ giá của sản phẩm đâu nhá mà cái quan trọng hơn đó là giá cho một lạng sản phẩm tức là một trăm gram ấy. đúng rồi đúng vậy mình thì mình thấy là nhiều người đi chợ thì không hay để ý cái này đâu nhiều khi ví dụ nhá là ở khu rau quả ấy, có những món mà ừ. nó nếu mà tính theo tiền cân thì nó quá là đắt đi Ví dụ như là các loại hoa quả nhiệt đới như kiểu thanh long của Việt Nam mình chẳng hạn. Bên này nó bay xíu đúng không? Đúng. Hay là quả anh đào, bởi vì bây giờ đang mùa anh đào mà. Đúng rồi, đang mùa anh đào. Ừ. Một Nếu mà tính theo giá, theo cân ấy, thì những cái loại trái cây là nó có thể lên đến mười mấy, hai mươi mấy đồng. Nên là thường người ta sẽ để giá theo lạng theo một trăm gram để giá tiền trông nó có vẻ nhỏ hơn. Đúng. nhưng mà khi mà họ đọc cái bảng giá họ chỉ nhìn cái giá to to mà không nhìn cái giá phía dưới. đến lúc đi ra thanh toán thì họ mới vỡ lẽ ra thì số tiền lúc đấy nó đã lên tới vài chục hoặc thậm chí là cả trăm euro rồi nhưng mà lúc đấy thì nó cũng quá muộn rồi. mình có một lần uh, mua dưa hấu thì mình nghĩ nhầm là quả đấy là chỉ là một kg. xong khi thanh toán thì thế nào cũng sẽ nhiều tiền thế. lúc về mình cầm bill về ô thế nào? hôm nay sao chi tiêu nhiều thế? hóa ra là lòi ra là là tiền dưa hấu gần ba gần ba cân thì nhân lên là đến là hơn mười mấy đồng rồi đúng rồi mình rất là chia sẻ với bạn bởi vì mình cũng đã từng có một lần kinh nghiệm đau thương với cũng chính là dưa hấu luôn Cho nên là sau này mình phải nhìn rất kỹ cái giá nhỏ nhỏ ở phía dưới. Hy vọng đây cũng là một cái tip hữu ích cho các bạn đang nghe podcast này. Bây giờ thì bọn mình đã nói nhiều về thực phẩm tăng giá rồi thì mình sẽ cùng bàn luận tiếp về các giải pháp giảm chi phí khi đi chợ nhé. Ai ở Đức hay là kha khá các nước phương Tây hay thậm chí theo mình biết là cả Nhật nữa thì chắc là không xa lạ gì với cái mark giảm giá cho các sản phẩm cận đết khi mà chất lượng sản phẩm vẫn ở mức chấp nhận được nhưng mà cần phải bán nhanh trước khi chúng hết hạn. Ở Đức thì mọi người rất là quen với cái hình ảnh mark đỏ rồi đúng không? Sơn có biết cái những cái sản phẩm mark đỏ ở siêu thị không? như là nói chung là mắc đỏ là cũng gần đến ngày nó hết hạn họ, họ, họ muốn bán nhanh đúng không? Ừ đúng rồi. Thường thì trước đây cái giá giảm của họ sẽ là khoảng 50% so với giá gốc đấy. Nhưng mà gần đây do lạm phát nên là mọi thứ đắt đỏ hơn thế là thường chỉ được giảm khoảng 30% thôi. Thì Sơn có cái quan điểm như thế nào về việc mua những cái sản phẩm mắc đỏ này? Mình cũng nghe được nhiều người kể ở số ở nước này là khi mà kể cả những sản phẩm mắc đỏ đấy thì, nói chung là chất lượng nó vẫn còn, nó vẫn ổn, nó, nó vẫn tốt, nó không gọi là bị ảnh hưởng, bị mai một đi, vẫn sử dụng được. Thế nên là mình cũng khuyến khích mọi người, nói chung là rất là hợp, hợp lý cho túi tiền cho những bạn Azubi như mình. Không chỉ Azubi mà còn hợp lý cả Đúng cho rồi. những bạn sinh viên như mình nữa. Đúng rồi, du học du học sinh nữa. Bởi vì Sơn đã mua những cái sản phẩm mắc đỏ này rồi thì bạn có thể chia sẻ những cái tip nào với mọi người khi mà chọn mua những sản phẩm như thế này không? Nói chung là ví dụ hộp thịt đi, hôm nay là ngày 13 rồi thì đến ngày 14 hay 15 hết hạn thì mình cũng mua và mình sử dụng luôn trong một hai ngày đấy luôn. Thật ra để quá một hai ngày cũng được, vẫn thể dụng được mình để bởi vì mình để trong ăn tủ uh, lạnh nữa. Nhưng mà cũng nên là sử dụng gọi là nhanh liên quan đến thịt thì sử dụng nhanh trái cây cũng thế chúng ở đức mình theo mình thấy thì nói chung là họ kiểm định về chất lượng sản phẩm nữa thế nên là kiểu hết hạn một hai ngày thì sản phẩm mình vẫn dùng được đúng cái này thì là một nhận định rất là đúng của bạn đấy à, còn quay trở lại với chủ đề mắc đỏ thì nói thật mình là một fan của các sản phẩm mắc đỏ sau nhiều năm chinh oh. chiến và thu về không ít kinh nghiệm đau thương thì mình đã rút ra được vài kinh nghiệm khi mà chọn mua các sản phẩm này. Với các sản phẩm đóng gói sẵn ví dụ như là xúc xích thịt nguội hay là sữa chua phô mai thì thực ra là tương đối dễ, chỉ cần quan sát xem là sản phẩm có còn giữ được màu sắc, hình dạng không ừ. hay là có mà mùi không lạ được. không là có thể mua được. Còn với nông sản thì nó sẽ khó hơn một chút. Thịt thì mình đúng là cần quan sát kỹ xem là màu sắc hay là mùi nó có vấn đề gì không. Bởi vì nhiều khi là hạn nó là còn một hai ngày nữa nhưng mà có khi là nhìn cái thịt nó đã biến chất rồi thì mình cũng không nên mua làm gì cả đúng còn rau củ quả ấy, thì mình phải soi thật kỹ xem là tình trạng dập nát hư hỏng nó đến đâu rồi một tips nhỏ cho các bạn nghe podcast nhá là với các sản phẩm rau củ quả mà họ đóng trong hộp hoặc là túi thì ngoài việc quan sát về độ dập nát hư hỏng thì hãy để ý kỹ xem hộp hay là túi nó có bị đọng hơi nước nhiều hay là không Nếu mà có nhiều hơi nước thì chúng ta không nên mua đâu Bởi vì những cái sản phẩm này chúng đã bị để dưới ánh sáng mạnh quá là lâu Và khi đem về sẽ rất là nhanh hỏng kể cả khi bạn có bảo quản trong tủ lạnh đi nữa Bây giờ mình muốn hỏi Sơn là bạn có những chiến lược nào khác để giảm chi tiêu khi đi chợ ở ngoài việc mua các sản phẩm mắc đỏ không? Trước khi đi chợ mọi người nên liệt kê những, những thứ mình mình sẽ mua và những thứ th thật sự cần thiết những thứ không cần thiết thì cũng, các bạn có thể là mua sau hoặc là để dịp khác. Thế còn bạn bạn có tip gì không? Cho mọi người. Thực ra về tip thì mình rất là nhiều vì mình là chiến thần đi chợ. Thế à, đúng này... là bạn nói rất là đúng đấy là nên có một cái list các sản phẩm trước khi mình đi ra chợ. À, một cái nữa đấy là thậm chí trước khi cả mình lập list ý, thì mình nên xem trong tủ lạnh trong tủ đồ khô của mình đã có sẵn những cái gì rồi để mình ăn hết những cái đấy đi để mình biết là trong tủ này à mình vẫn còn món này món kia thì mình không phải mua thêm nữa. Cái thứ nữa là khi mà mình lập list ý, thì mình sẽ không ghi cụ thể là mình phải mua cái A cái B này mà mình chỉ ghi là nó nằm trong danh mục nào. Ví dụ bây giờ mình đang hơi thiếu rau thì mình sẽ ghi là OK hôm nay mình sẽ mua bốn loại rau. À, mình đang thiếu thịt thì mình sẽ mua mình sẽ mua một loại thịt. Ví dụ như thế. Còn mua rau gì hay là mua thịt gì thì mình sẽ để đến khi ra chợ khi mà thấy cái loại nào rẻ thì mình sẽ mua cái loại đấy để đủ lấp đầy cái danh mục đấy đi thôi. Tức là nó không cố định để bản thân mình có thể uh, linh hoạt hơn. Nếu mà có thời gian ấy thì các bạn nên đi dạo hết một lượt các siêu thị quanh khu các bạn ở để nắm được tình hình giá cả này, tình hình hàng hóa này. Bởi vì kể cả có cùng một chuỗi siêu thị hay là cùng ở một thành phố nhá, nhưng mà mỗi chi nhánh khác nhau thì sẽ có các cửa hàng trưởng khác nhau và dẫn đến là chu kỳ giảm giá khác nhau. chắc là sơn cũng biết là có nhiều cái siêu thị là vào chiều thứ bảy thì họ sẽ hay giảm giá rau củ hoặc là thịt hà Ủa. đúng không? đúng. nhưng mà không phải là siêu thị nào họ cũng sẽ giảm giá vào cùng một khung giờ. cái đó thì mình phải tự đi để mình khảo sát xem là thường thì người ta sẽ giảm vào khung giờ nào. bởi vì mỗi siêu thị sẽ có một khung giờ khác nhau. Ví dụ như là có chỗ thì vào 7 giờ tối ngày thứ Bảy thì họ mới giảm giá rau cơ. Họ giảm còn nửa giá chẳng hạn. Nhưng mà có chỗ thì từ 4 giờ chiều thì họ đã giảm nhanh nhanh để mọi người mua nhanh hết rồi. Thì có khi là tầm khoảng 6 giờ mình đi ra đã không còn gì để mà mua nữa rồi. Hoặc là có chỗ khác họ buôn may bán đắt hơn chẳng hạn thì thậm chí họ còn không thèm giảm thì mình đi ra mình mất công đúng không? Ừ. Ngoài ra thì um, khi đi chợ ấy thì thỉnh thoảng bọn mình sẽ gặp các sản phẩm có nhãn gratis testen tức là thử miễn phí. Đây là một hình thức giới thiệu sản phẩm của các nhãn hàng khi mà người tiêu dùng sẽ phải bỏ tiền ra mua cái sản phẩm đó trước. Xong đó thì họ chụp hình hóa đơn rồi tải lên web của hãng để được chuyển khoản lại cái số tiền mà họ đã bỏ ra để mua cái sản phẩm này. Thế thì Sơn đã từng trải nghiệm các dạng sản phẩm gratis test này chưa? Rồi, ừ, hiện tại thì mình vẫn chưa thử. Mình có nhìn thấy rồi. Mình có nhìn thấy rồi nhưng mà mình cũng... Là mình mình cũng chưa nắm biết rõ ấy, cái hình cái hình thức mà họ vận hành như thế nào nên là mình cũng chưa biết rõ mình cũng chưa thử. Thế thì hy vọng là sau cái podcast này thì sơn sẽ có thể thử một lần trải nghiệm các sản phẩm gratis testing nhá bởi vì thực ra đấy là cái việc mình được ăn miễn phí mà. Thế theo như bạn nói bạn chỉ tiêu chín chín mươi chín cho một tháng á? Ừ. Cho tiền ăn. Cho tiền ăn. Ừ, ý là tiền đi chợ hay gì? Cả đi chợ và ăn ngoài đấy cả đi chạy van ngoài ừ. mà hết có chín mươi oi mày <laughs> có khi mà mình nói là mình ăn 90 euro một tháng thì mình không cổ vũ các bạn ăn 90 euro một tháng giống mình đấy nhá. Các bạn phải tự tìm ra cái budget mà phù hợp với sức ăn của bản thân nhất. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề Cartis test thì ngoài các sản phẩm mà chúng ta có thể bắt gặp được dễ dàng trong các siêu thị thì thực ra còn có nhiều trang web tổng hợp các chương trình khuyến mãi dùng thử như là Spavent hay là app Marktguru chẳng hạn hy vọng là sơn có thể thử nhớ qua các trang web hoặc là cái app này sau này mình thì mình biết là ở đức có nhiều hội nhóm chuyên săn các sản phẩm gratis test như thế này đó oh. có nhiều người thậm chí họ còn huy động hết cả tài khoản của cả gia đình bạn bè người thân để mua đồ về làm thành một cái kho toàn đồ miễn phí thôi mình nghĩ là cái này có thể sẽ hữu ích với những ai đã có gia đình này hoặc là họ có nhiều thời gian hay là họ lấy việc săn đồ miễn phí làm đam mê cuộc đời của họ chẳng hạn nhưng mà với mình nhá với tư cách sinh viên sống một mình mình thì không có nhiều thời gian hay là không có nhiều không gian chứa đồ thì mình không đi theo con đường này mình vẫn theo dõi các hội nhóm đó nhưng mà thỉnh thoảng nếu có sản phẩm nào mà mình có hứng thú hoặc là mình cần thì mình mới mua cái sản phẩm đấy để dùng thử cho biết thôi vì dù sao thì cũng là đồ miễn phí ngại gì mà mình không thử đúng không bây giờ mình muốn bàn tới là ngoài hình thức trả lại tiền dùng thử kể trên thì có một cái hình thức khác mà khách hàng hoàn toàn không phải bỏ tiền túi ra mua trước mà vẫn nhận được sản phẩm đổi lại thì họ phải viết đánh giá hoặc là chụp ảnh feedback sau khi sử dụng thì Sơn đã từng thử cái hình thức này chưa? Bạn mình cũng chưa chưa thử đến hình thức hình thức như thế. Mình có một số cái trang web mà mình biết để cho Sơn và các bạn nghe podcast tham khảo. Đó là Home test Club này, hoặc là Trend này, hoặc là river Product Test, hoặc là Chibo Product Test. Mình thấy nếu mà chúng ấy thì đây cũng là một dịp rất là hay để mình có thể dùng thử các sản phẩm mới ra trên thị trường. Ngoài ra cũng là một cách hay để mình có thể luyện tiếng Đức khi mà mình viết đánh giá đúng không? Đúng. Theo số liệu thống kê thì hàng năm có tới 30% thức ăn bị lãng phí và vứt ra bãi rác với tổng giá trị theo Boston Consulting Group là khoảng 230 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu năm 2020 ở Đức thì lượng rác thải thức ăn thải ra là 11 triệu tấn. Nếu mà đặt cái những cái con số thức ăn bị lãng phí này với việc người dân phải bỏ ra càng ngày càng nhiều tiền để mua thức ăn chỉ để duy trì cuộc sống thôi ấy thì chúng ta sẽ thấy một cái sự tương phản rất là rõ ràng đúng không? Một bên ừ. thì muốn ăn không hết Còn một bên thì vứt đi nghen, cái một con số phải nói là khổng lồ Hiện nay đã có nhiều tổ chức và doanh nghiệp Đề ra các giải pháp để khắc phục tình trạng lãng phí thức ăn này Ứng dụng Too Good To Go Và túi giải cứu rau củ của Lidl Bạn nghĩ gì về các hình thức này và bạn đã từng thử qua chúng chưa? Mình đã từng thử qua rồi Thứ nhất là túi rau củ của Lidl Mình hay đi Lidl mà bởi vì Lidl gần... Với uh, nhà của mình thì mình cũng mua túi rau củ nói chung là mình 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 ăn thì mình vẫn thấy là nó vẫn còn ăn được, vẫn vẫn đủ chất, vẫn đủ dinh dưỡng. Còn food thu go thì mình cũng nghe qua trên mạng họ nói là bạn sẽ chỉ trả là một số tiền khá là ít nhưng mà nhận lại là đồ khá là nhiều và thật nói chung là nó chỉ cũng chỉ là đến hạn gần hết hạn thôi chứ không đến nỗi là quá hạn. Nói chung là đối với du học sinh đối với du nghề bọn mình thì cũng nên trải nghiệm sử dụng. Vậy còn Sơn đã từng nghe qua đến food sharing chưa? Food sharing chưa mình chưa nghe. Thế thì ba cái khái niệm này mình sẽ giải thích một lượt cho các bạn nghe podcast nào mà chưa biết nha. Đầu tiên là Too Good To Go thì đây là một app được lập ra để hợp tác với các nhà hàng và siêu thị địa phương giúp họ bán các loại thức ăn còn sót lại trong ngày với giá rẻ Người mua thì sẽ được mua các phần thức ăn thừa này Theo dạng túi hoặc là hộp bí ẩn Hộp mù Với một mức giá được ấn định trước Mình thì mình đã từng thử mua đồ ăn ngoài theo cách này rồi Và mình cũng từng đi chợ mua rau một lần qua cái app này rồi Đánh giá của mình là nếu mà dùng app này để đi chợ cho cả tuần Thì nó khá là hên xui đấy Vì sẽ có những cái món mà nó quá nhiều Ví dụ như là một lần mình đã mua một cái túi rau Phải tới 70% là ớt chuông hoặc à, là những món mình không à. ăn được thì nó lại lãng phí đi đúng không, không, nó không và nó ừ, và nó đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của app là giải cứu thức ăn thừa và cái này thì nó cũng khá là tương tự với túi giải cứu rau củ của leader đấy nhưng mà ở leader thì có một cái lợi thế hơn chắc là sơn để ý rồi là bạn có thể xem trong túi có đúng gì trong túi là có gì, trước khi quyết định mua hay không ừ. đúng có một cái tips nhỏ cho những bạn nào mà muốn săn túi giải cứu của Leader là hãy đi vào khoảng 9 giờ sáng. Đây là cái giờ mà nhân viên sẽ hay đem túi ra bầy và lúc đó bạn thao hồ lựa bởi vì sự lựa chọn bây giờ là nhiều nhất mà. Đúng. Còn trở lại với cái app Too Good To Go ấy, thì mình nghĩ là bạn sẽ được lợi nhất mà khi sử dụng nó để mua đồ ăn ngoài, ví dụ ở các cửa hàng đồ ăn nhanh chẳng hạn. Đặc biệt là khi mà bạn dùng nó để mua suất ở các nhà hàng buffet, ví dụ như là Sơn đang ở München là một nơi có rất rất nhiều nhà hàng thì oh. đây chính là thiên đường để bạn sử dụng Too Good To Go đấy nên là hãy thử một lần trải nghiệm nhé Còn đối với food sharing thì đây lại là một trải nghiệm khá là hay ho đối với mình và cũng là cái hình thức ưa thích của mình bởi vì nó miễn phí. Thường thì mỗi thành phố sẽ có một nhóm Facebook riêng bạn à, chỉ cần gõ food sharing và tên thành phố bạn đang ở thì khả năng cao là sẽ có một cái group như thế trong cái nhóm này thì mỗi khi có một người có quá nhiều thức ăn thừa ví dụ như hôm trước họ tổ chức tiệc chẳng hạn mà họ không ăn hết kịp để lâu sợ hỏng thì họ sẽ post cái bài lên trên group này và kêu gọi mọi người mang hộp đến lấy mình thì mình đã từng nhiều lần lấy được rau củ quả này bánh mì của các tiệm bánh con thừa này hoặc thậm chí nhá có một lần mình còn lấy được cả gần như là nguyên vẹn một cái bánh kem bánh sinh nhật ấy. bánh kem bánh sinh nhật bánh kem ừ. Luôn. Ừ. Ừ. bánh bảy màu màu cầu vồng luôn quá và hồi. ừ quá hồi luôn cho nên là mình rất là thích cái hình thức này ấy, bởi vì không chỉ vì nó là một cái hình thức chống lãng phí thức ăn rất là hiệu quả mà còn là một cách để gắn kết cộng đồng Đặc biệt là khi Đúng. mình là người nước ngoài Và sống ở một cái môi trường xa lạ như thế này Thì việc mình có thêm những cái gắn kết Với cộng đồng xung quanh nó rất là quý giá Đây sẽ không phải là một cái podcast Về cuộc sống tiết kiệm của du học sinh Việt Ở nước ngoài Nếu mà không có cái yếu tố Việt Nam ở trong đó Mình muốn hỏi sơ là Bạn có thói quen nấu các món ăn Việt Nam Hay là các món ăn nước ngoài Để ăn hàng ngày Ngày đầu mình đến Đức Thì mình có được có nhân viên đến đón mình xong thì họ có gọi là mua cho mình ấy thực phẩm mình có ăn thử được cái bánh mì gì đấy nhưng mà ăn nó gần như là nó không không hợp luôn ăn một miếng gần như là không không muốn ăn mình thứ hai luôn ấy còn xúc xích thì cũng ok được nhưng mà nói chung là mình vẫn ưu tiên là khi đi chậm mình mới mua mua đồ xong thì chế biến thế nào cho nó vẫn vẫn là đồ ăn kiểu Việt Nam cơm, có rau, có canh, có thịt. Đấy, chứ còn đồ Đức thì mình mình cũng có thể nấu được nhưng mà mình cảm giác là thứ nhất là mình không hợp. Chỉ được mỗi là có xúc xích viên này với cả bratwurst là ok. Còn cái salami nó nó mặn quá, mình mua một lần mình không mua lần nào nữa. Nói chung là gần như là cả Đức cái gì gần như cái gì liên quan gọi là chế biến ấy họ cũng mặn hết. Bạn có ăn được mặn không? Mình thì uh, sau vài năm sống ở Đức thì mình đã ăn mặn hơn một chút rồi Với cả thực ra cơ địa của mình là dạng huyết áp thấp ẩm sinh Cho nên là cần ăn nhiều muối hơn bình thường Nên là mình cũng phải tập ăn mặn hơn một chút Nhưng mà để đến được cái cảnh giới ăn mặn của người Đức thì thực ra là chưa đến Đúng rồi. Chỉ là hơn người, một chút thôi người, người Việt mình không ăn được Ừ Thế bạn có hay nấu món Việt không? Cũng hay nấu món Việt không? Kiểu là nấu theo cách của người Việt nấu ấy có thực ra thì hồi mới sang mình hay nấu kiểu tây hơn cơ. Nhưng mà sau đấy thì mình bắt đầu nhớ món Việt nhiều hơn nên mình cũng bắt đầu nấu món Việt thường xuyên hơn. Cho nên là bây giờ thực ra là tùy vào cái việc mình tiện hay là mình có cái gì ở nhà ấy ừ. thì mình sẽ linh hoạt nấu món tây hay là món Việt. chứ ừ. mình không nhất thiết là hôm nay mình phải nấu món Việt hay là gì gì đó. Cái việc nấu ăn hay là việc đi chợ của mình nó rất là linh hoạt theo nguyên liệu, theo mùa, theo cảm hứng, theo quỹ thời gian của mình chứ mình không coi cái việc nấu ăn nó phải là một cái bắt buộc Ủa, hay là một cái cố định rồi. đúng chủ yếu là nó phải um, phục vụ cho cái cuộc sống của mình thôi mình rất hiểu là cái khẩu vị của bạn với tư cách là một người việt nam sẽ không hòa hợp được với thức ăn ở bên nước này cho nên đúng cái xu hướng ăn uống của bạn nó cũng rất là giống với đại đa số các bạn du học sinh việt nam ở bên này nên mình nghĩ là cái việc đi chợ ở các cửa hàng đồ ăn châu Á nó cũng là một cái việc khá là thường xuyên với Sơn nhỉ? Đúng Bạn đúng. Mình hay đi chợ. Đương không? nhiên rồi. Mình thứ nhất là mình đi chợ làm những cái hôm điện, những cái tuần mà mình đi học là gần gần như hai ngày một lần hay là ba ngày một lần mình sẽ ra chợ, chợ đồ châu Á, chợ châu Á. Mình mua rau, mình mua tằm, này mình tầm. mua ừ, có tằm. Wow. mà, Môn trần có nhiều chợ Á lắm. Bạn nấu món gì với tằm? Uh, thì đương nhiên sẽ có là tằm với lá chanh rồi. Bạn ăn chưa? Bạn ăn thử được À ý bạn là nhộng à? Con tằm ấy bạn không biết con tằm à? Mình chỉ biết là ăn món nhộng với lá chanh thôi nhưng mà ờ, Mình chưa ăn con tằm với lá chanh bạn là người bạn là người ở đâu? Mình ở Hà Nội. B bạn là người Hà Nội mà cũng không, không biết món tằm lá chanh. Mình nghĩ đấy là món nhộng ấy chứ. Có không, thể là không cách gọi khác nhau nhưng mà nó cùng một con. Con tằm màu vàng ấy. Ừ nó là con nhộng, ừ. ừ không à, không không ai gọi là con nhộng cả con nhộng là thường sẽ gọi, gọi là nhộng, Hồi người người ta sẽ gọi là đuông dừa hay là cái con gì đấy, con không nhộng nào gọi là đuông dừa, đuông dừa là con khác rồi. Có thể là bạn gọi nó là con tằm nhưng mà mình gọi nó là con nhộng, nhưng mà nhìn thì mình biết nó là cùng một con. Bây ừ, giờ mình ừ. hiểu ý bạn rồi. rồi. Ừ. Anyway, quay trở lại chủ đề chính. Rồi, rồi. Thì đấy, mình thứ nhất là ngoài những mình... món đấy thì bạn còn mua gì ở chợ châu Á nữa? một thứ nhất là đương nhiên là mua rau rồi rau muống rau dền ừ. rau bắp cải cải ngọt rau uh, cải gọi là cải canh nữa đấy mua gia vị đúng không không phải chiếu là gia vị rồi nước mắm nè hạt nêm tương ủ nói chung là ở chỗ chỗ Á mình cái hết nhanh nhất là cái tương ớt chinsu thường là ở bên Tây này thì mọi người tức là người Tây họ hay ăn cái tương ớt sriracha nhưng mà với đúng không, đúng không, đúng. Việt Nam đúng mình thì đúng không kiểu ở Trung Thành hay là Chinsu Chỉ có hay Chinsu là Jolimex vẫn là đúng. chân ái. Lưu ý đây không phải là quảng cáo cho Chinsu đâu ạ. À? <laughs> bọn mình không được nhận đồng đồng nào từ Chinsu Su tài trợ đâu à nha. Đúng rồi, ở chợ Châu Á mình cũng hay mua mì cay nữa. Bán ừ. mì cay đúng rồi. Mình thích mì tương đen ở chợ Châu Á quá ngon trời. Ừ. <laughs> pleasure. Ừ. Trước khi thu âm podcast, mình đã nhờ Sơn chuẩn bị 5 món ăn hoặc là nguyên liệu hoặc là gia vị Việt Nam mà bạn không thể sống thiếu Và mình cũng đã chuẩn bị 5 món tương tự Bây giờ thì mình sẽ nghe Sơn chia sẻ trước về 5 cái món ăn này nhá Và nếu được thì bạn hãy cho mọi người xem ở trên màn hình nha Đầu tiên thì không thể thiếu nước mắm rồi Nước mắm Đó, bạn đang... Ừ, chín Thứ hai là bún nêm no cái no hay là theo mình vừa bảo rồi cái mà hết nhiều nhất ở chợ châu á chúng mình là đường ớt chín su <laughs> tiêu bạn có Và... thấy là tiêu ở chợ châu á nó thơm hơn tiêu ở đức không đương nhiên mình thấy khác hẳn luôn nó ăn như kh... ăn vào phát là biết luôn là nó là, đây là tiêu ở đức hay là tiêu gọi là ở châu Á nó khác và cuối cùng là ngũ vị hương mình cũng rất ừ. thích là ăn uh, chế biến những đồ nướng này Đúng. hoặc là bị gọi là sao để làm cho nó cho cái gì cái... vào cũng ngon ý ừ, với chủ nhất là hai là lớn cái mùi gọi là mùi mùi thịt ấy. đấy đây là năm món đồ của bạn thì mình cũng giới thiệu năm món mà mình thường xuyên mua hoặc là không thể sống thiếu Đầu tiên cũng giống với sơn đó nước mắm Loại mình ăn là nước mắm Phú Quốc của đó hãng không. Hưng Thành Họ nói là cái nước mắm mà tốt ý Thì nguyên liệu của cái nước mắm này nó chỉ nên có cá và muối thôi Thì mình đã đi hết nguyên cả cái hàng châu Á Hà đấy Và mình lùng sục ra trong những cái loại nước mắm mà chỉ bao gồm cá và muối Thì loại này là loại rẻ nhất nhưng mà đúng là ăn vào thấy nó khác biệt thật sự Với cái loại nước mắm mực Mà mọi người hay mua để ăn ấy Mình đấy, thấy cái đấy nó hôi thì... lắm cái, cái nước mắm đấy thì họ thêm Hình như là họ pha thêm tạp chất Họ pha thêm cái gọi là gì đấy vào rồi Ừ họ mắm Và mình, đã... mình nấu ăn lên mình cảm thấy nó rất là hôi Mình không chịu được ừ. Nên là mình rất là thích cái nước mắm này cái tiếp theo là các loại uh, bún miến mì phở khô thì uh, một à. đại diện ở đây là bún gạo lứt mà mình mang từ việt nam sang ví dụ như cái ngày mà mình bận rộn hoặc là không biết ăn gì thì mình chỉ cần ngâm các loại này thôi mình xào thêm với rau củ thịt thà gì đấy thế đúng, là đúng, đúng, xong đúng. một bữa không cần phải nghĩ gì cả mầm nhĩ <laughs> cũng là mà kiểu cũng... xào với bún hoặc là mì miếng các à. thứ gì đấy kiểu nó rất là nhanh ý một cái nữa mà gần đây mình mới bắt đầu ăn trở lại đó là măng khô nhưng mà măng này thì mẹ mình đem từ Việt Nam sang chứ không phải là mình mua ở đây bởi vì mình nghe nói là cái măng khô đây nó hôi hay là nó thế nào ấy nói chung là chất lượng ừ. nó không được tốt cái lượng chất xơ trong cái măng này nó rất là nhiều nên là khi mà ăn vào thì mình sẽ no và no lâu ấy và cái cuối cùng mà mình rất là thích ăn đó là váng đậu cái này thì phải à dô, mua ừ cái này phải mua ở Việt Nam ngon 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 ừ, đúng rất là ngon luôn cái này có thể thả lẩu hoặc là cho vào mì ăn lẩu, nữa các thứ được lẩu thì thôi rồi đúng ăn rồi. lẩu thôi rồi mai luôn. gót luôn thế còn với các bạn đang nghe podcast thì sao nếu mà các bạn là du học sinh thì năm món ăn Việt hoặc là năm gia vị hoặc là năm nguyên liệu Việt mà bạn phải luôn luôn có sẵn trong bếp là gì hoặc nếu mà bạn đang sống ở Việt Nam giả sử các bạn sang nước ngoài sinh sống thì năm món các bạn sống chết phải mang theo cùng là gì hãy để lại bình luận trên YouTube hoặc là câu trả lời cho câu hỏi trên Spotify nhé. Bây giờ mình muốn hỏi Sơn là bạn cảm thấy việc đi chợ châu Á nó ảnh hưởng thế nào tới ví tiền của bạn? Đồ châu Á đương nhiên sẽ đắt hơn rồi. Nó ảnh hưởng khá nhiều. Chúng là mình sẽ chỉ đi chợ Á nhiều khi mà mình đi học. Mình sẽ tự nấu ở nhà nhiều hơn. Còn khi mình đi làm thì mình sẽ ăn ở bữa một quán. Chúng cũng nó có ảnh hưởng khá là nhiều đến uh, cái mức chi tiêu mà mình uh, đặt ra cho mỗi tháng, mình cũng hay ăn rau nữa nên là riêng tiền rau là cũng chiếm khá là nhiều. Đúng rồi. Chỗ á chỗ mình còn có cả pate nữa, pate cột đèn Hải Phòng nữa. Mình cũng... Ôi, ngon thế. Mình cũng uh, chuẩn bị mua làm để làm cái uh, bánh mì chảo, tự làm bánh mì chảo ăn. Ôi, tuyệt vời luôn. Mới chia sẻ không ừ. liên quan là là gần đây mình uh, đi uh, trông mèo. <laughs> Và bọn mèo này thì ăn pate Mỗi lần mình xúc pate ra bát cho chúng nó ăn ấy Bụng mình kêu dẻo <cười> <cười> Mình cũng thêm Ôi. Bảo cái bụng, bụng là không được ăn Không được ăn <laughs> Ôi nhảm nhí quá <laughs> Lúc nãy Sơn nói là bạn chi rất nhiều tiền vào rau ở chợ châu Á đúng không? Thì mình có một lời khuyên nhỏ cho bạn là Bạn hãy tìm hiểu xem là những cái loại rau mà bạn mua ấy Nó có đúng mùa không? Nếu mà không đúng mùa thì thứ nhất là sẽ nhiều thuốc Thứ hai nó sẽ đắt hơn thì nếu mà mình để ý hơn một chút về cái khoản đấy thì mình vừa tiết kiệm được tiền lại vừa đảm bảo được về mặt sức khỏe ở Việt Nam ấy một ngày như một tuần mình ăn sáu bữa rau muống luôn nên là bạn nói là mình muống. thèm rau muống quá ừ, rau muống xong Rát thì Bắt thêm khoảng chanh 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 sấu mùa hè tay chua tay chua tay chua ừ, tuyệt vời tuyệt vời ừ. tuyệt vời ừ. <laughs> nóng hôm nào nóng thì ăn rau dền với rau cải ngọt ôi ừ. mát. Ăn nó mát đúng là ở Việt Nam thực sự là có một hàng ngàn xa số các loại rau mà lại còn là rau lá. Ăn vào nó rất là mát và cảm giác khác hẳn với những cái loại đúng, rau cũ ở siêu thị Đức này. Đúng. Bạn nghĩ thế nào về cái việc đi ăn vật nói chung và theo bạn thì nên bỏ ra bao nhiêu tiền hoặc là bao nhiêu phần trăm chi phí đi chợ cho đồ ăn vặt là đủ? Nói chung ăn vặt mình vẫn ăn. Nhưng mà mình sẽ như là mình sẽ chỉ ăn bim bim là nhiều còn trà sữa mình hạn chế bởi vì mình biết là gọi là sao nhỉ một cốc trà sữa là gần như là một nhiều thì đúng gọi là cạn nhưng mà nó nó lại đó lại là calo rỗng nó không có gọi là tốt cho sức khỏe thành ra là mình cũng chỉ ăn bim bim là nhiều và đồ ăn chỉ chia chỉ mình chỉ chiêu cho ăn vặt là gần như là bim bim thế thôi và cũng một 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 tuần thì cũng chỉ có một lần hoặc là cũng có tuần không còn với mình thì vì chi phí đi chợ của mình nó có hạn ý. Nên là ừ. mình sẽ thường ưu tiên cho các loại nhu yếu phẩm trước. Cho Đúng. nên là ăn vặt vì thế nó chỉ chiếm một cái phần trăm rất rất là rất, nhỏ rất trong nhỏ. cái budget đi chợ của mình. Thường thì mình sẽ mua hoa quả trái cây và coi đó là cái khẩu à. phần ăn vặt của mình luôn. À. Vì nó sẽ bổ sung chất xơ và tất nhiên là có ừ. cả đường. Đúng. Nhưng mà thực ra giờ vào hè rồi thì mình có một cái sở thích nó tương đối tội lỗi. Đấy là ăn kem. Nên là khi thèm ờ. thì mình sẽ... Chính ra ăn kem... <laughs> là lại không gọi là nó không như trà sữa đâu ăn kem lại là mình trong tình hình thấy là là tốt là ừ. ok trong với cả thực ra là này, so đúng. với kem ấy thì mình sẽ không thể ăn quá nhiều kem một cách thường đúng xuyên rồi, như đúng như, rồi, như đúng là đúng uống rồi. trà sữa được đúng mình nghĩ thì nó sẽ cũng cũng là tội lỗi đấy nhưng mà nó sẽ đỡ hơn trà sữa một tí không bạn không <laughs> nhưng... nên nói đấy là tội ừ. lỗi ăn kem nói không tội lỗi như kiểu trà sữa <laughs> thực ra mình nói như thế chắc là sẽ có nhiều bạn fan của trà sữa không vừa lòng đâu nhưng mà <laughs> <laughs> hy vọng là các bạn không, không cảm thấy không quá bị uh, xúc phạm <laughs> nhưng mà thực sự là có một cái thứ mình có thể khuyên các bạn đó là trà sữa ở bên đức này hay thậm chí là ở những nhãn hàng uy tín ở việt nam thì giá thành tương đối cao nên Đúng nếu quá. các bạn cân nhắc đến việc tiết kiệm và cắt giảm được chi phí ăn uống thì đây chính là cái khoản các bạn có thể nhìn vào đầu tiên đấy Đúng. mình muốn hỏi một câu cuối gần cuối đối với sơn đó là nếu thu nhập được cải thiện và quỹ dành cho ăn uống của bạn tăng thêm được khoảng 30% thì bạn muốn đầu tư vào cái sản phẩm nào nhất để nói đầu tư sản phẩm nào nhất thì mình sẽ liên quan đến gọi là liên quan đến thịt đi ừ. thịt và những cái thời gian đi ăn ngoài với uh, hội đồng hương nó rất là phù hợp với cái lối sống của bạn bởi vì bạn uh, tập thể thao nhiều nên cần rất là đúng nhiều không? protein và bạn cũng cảm thấy cái cuộc sống ở bên nước này cần nhiều niềm vui hơn cho nên là bạn đúng sẽ bạn? dành đúng. khoản tiền nhiều hơn để đi ăn ngoài để kết nối với mọi người. Đúng. Còn đối với mình thì bản thân mình rất muốn mua rau củ xịn ở chợ nông sản ở Đức và mình đúng. cũng muốn bổ sung thêm đồ... thịt đồ bay đúng không phải đồ bay đúng không cũng không hẳn là đồ IO đâu nhờ mình muốn ủng hộ doanh nghiệp địa phương ấy với cả những cái đồ rau củ mà ở địa phương trồng thì nó sẽ bớt cái thời gian vận chuyển đi thì những cái vitamin và khoáng chất ở rồi, trong rau à. củ vâng, nó sẽ giữ mà. được nhiều hơn thế thì cuối cùng thì sơn có thêm lời nhắn nhủ nào tới các bạn nghe podcast về chủ đề tiết kiệm trong ăn uống không nói chung là chỉ có một lời là nói cho các bạn hãy chi tiêu làm sao mà cho nó hợp với những cái suy nghĩ của mình ừ đừng quá hà tiện. Cầu. Đúng, đừng quá hà tiện. Cảm ơn Sơn hôm nay vì đã dành thời gian ngồi bàn luận với mình về cái chủ đề rất là hot này nhá. Hy vọng bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi mà chia sẻ những thông tin và trải nghiệm vui. quý báu trong việc tiết kiệm chi tiêu mảng ăn uống. Đây thực sự là một đề tài rất là rộng mà trong phạm vi podcast 45 phút không thể nào mà bao quát được hết. Tuy nhiên thì chúng mình đã cố gắng khai thác những mặt mà mang tính thời sự và hữu ích nhất cho các bạn du học sinh. Nếu có thêm những đóng góp nào cho nội dung tập này, các bạn hãy cùng đưa ra chủ đề và thảo luận ở dưới phần comment của YouTube hay là mục Q&A của Spotify nhé. Cũng đừng quên đón nghe podcast Đài Tiếng Nói Một Sen phát sóng hai tuần một lần vào thứ hai trên YouTube, Spotify và bất cứ nền tảng nào bạn dùng để nghe podcast. Bây giờ thì chào tạm biệt Sơn và các bạn. Và đây là đại tiếng nói 1 cent